Xin chào Winnie, xin chào tất cả, xin chào mọi người, cả nhà. Hiện tại Winnie đang đi bộ tới cái thác nước Niagara Falls nổi tiếng lớn, cái lượng nước nó đổ xuống lớn nhất thế giới. Nó là biên giới như là Mỹ với lại Mexico. Nó no, mát gì ở ngoài đường mà nó cần mát. Vô store mới mát kìa. Đeo khẩu trang thôi, ngoài đường đâu cần đeo khẩu trang. Lần nước đổ xuống trong một giây á, cái khối nước lớn nhất thế giới. Mà đây năm nào cũng có người chết á, đứng chụp hình á quý vị. Rồi đây, người ta đã làm cái hàng rào rồi, leo lên trên nó ngồi rồi đứng chụp. Mà rớt xuống đây là khỏi kiếm luôn. Biết bao nhiêu người, tụi học sinh du học rồi á, nó té đây nè, mất tích. Thì người ta kiếm, người ta cố gắng kiếm tụi nó mà không được, có lẽ lại kiếm qua được cái xác khác. Xảy ra hoài rất là nguy hiểm. Hồi xưa á, tụi người mấy dân người Mexico Mỹ nó vượt biên giới, nó có cái đường đi bộ nào rồi nó vượt biên giới, nó chạy qua Canada. À, này là có ngày nay ánh sáng, ánh nắng mặt trời. Hồi tối qua quay thì nó tối quá không có nhìn rõ lắm, chỉ thấy chút xíu ánh đèn là đỏ thôi. Hey, there it is. Lấy cái cùi chỏ, đừng có đụng tay, đừng có dụng tay rồi. Đừng có dụng tay vậy. Ken, don't touch your face nha. Rồi. Don't touch your face, ok. Cái đau gì vậy? Chưa hiện đèn à. Ủa sao chỗ này khai dữ vậy? Cause smelly people pee. Đây trời, cái khu này sao nó khai dễ sợ luôn á, không biết à. Nó ngày chưa ánh nắng à. Giờ này nó ngày ánh nắng. Bị chiếu ánh nắng chút nha quý vị. Quách luôn mà dưới mà sao nó khai lên tới trên này luôn. Hết trời. Chỗ này đâu có water rồi. There's supposed to be water. Nó cắt cái hở là. Ngay đây nó cái hơi nước nó lạnh lạnh. À, quý vị sẽ bị chói một chút nha.
phía dưới không biết rồi. Đó nước thì thấy cạn hơn hồi xưa. Tại vì mấy người ta phải lái xe ra túc đằng kia kìa. Đây, phải lái xe ra phía đằng hướng bên kia kìa, coi nó gần hơn, ngay cái thác nước luôn. Hình như chỗ đó không biết phải biên giới Mỹ không ta? Không biết phải đó bên Mỹ không? Nó có hai ba cái góc bên này nữa nè. Góc bên này nữa nè. Góc nước bên này nè, nước bên này. Chỗ này nó ngay ánh nắng dữ quá. Như nó cấm cho bên kia kìa, nhớ bên kia kìa, người ta té ở dưới bên đó đó, nó ở góc này. Ồ, cái cầu này có lẽ là biên giới Mỹ hay sao, cái cầu này như qua border là US border I think on this bridge. Cái cầu đây là cầu biên giới Mỹ với Canada, phải đi qua cái cầu. Còn cái chỗ này mình không biết. Đó đó. Yes, let's go to the big suspicious. Hey, there's a big one. Yeah. I'm definitely going there. Oh yeah. Zip line. Grand View Shopping. Không có thấy ai xuống á. Ban ngày rồi quá. Zip line để làm gì? Thôi, thôi. Then we buy the tickets there. Yeah. Let's buy it. Ờ, đi vô Tour de Four đó. Ê, giờ nó chạy tới đâu vậy ta? Nó bán vé cái dây này đi xuống dưới. À, hình như tốt cái dưới đau đây đây kìa. Ờ, mấy người vào mua vé đi đi dây le xuống tuốt trên kia. Không có ai mình hỏi cái chỗ bên kia người ta tới ta. Cái gì Adventure Pass Niagara Four Pass là 70 đồng. $32. Không dám $2 đó. $32. À, $32 chai à. Cái này gì đây? Họ đi zip line đi xuống dưới chỗ cái khác. Ở đây là cái phạt hay là đi lên, đi lên. Ủa, mình không biết đường nào đi tới gần cái thác nước hình, không biết bên Mỹ Canada phải hỏi thăm ta. Is somebody we can ask? No one we can ask. Where are we going? Well, I try to find somebody to ask. Có ai trong này không ta? Cái gì Grand View hả? Market Place hả? Trong này có cái khỉ gì mà Grand View Market kìa? Market Dining and Shopping. Gift shop down there. À, cái cầu đó cầu bên Mỹ rồi bạn. Để có người hỏi thăm mà mới biết được quý vị. Giờ này mấy giờ? 11 giờ rưỡi rồi. Đây à. Nghe đóng đồ. Cái đống nổ hú nổ. Có ăn tim hết tần súp hả? Yes. Đói bụng chưa? Yes, ma. Mày thì có nhiêu đó là lẹ thôi. Hey, you are. You are. Yeah, đi đông nô à. I had one half of a sandwich. Yeah, đâu có thấy gì đâu, đóng cửa hết trơn à, chẳng thấy ai xuống hết trơn. Don't see anybody. One half of a sandwich. Không có người hỏi để làm sao đi qua phía bên kia. Mình không có rành nước.
Đi qua, đi qua, đi qua, đi qua. Rồi, thua rồi. Kia nè, con còn đi từ từ nữa, xuống lên rồi. You have to cross it. Bấm lại cái coi. Con này nó thông thả ghê chứ. Tớ làm biến. Bây giờ mình đi khách sạn cho ra con. Đó kia là này là toàn cảnh ban ngày của Niagara Falls. Buổi sáng tối mấy người không lết họ đá họ đi tiểu tiện mất vệ sinh ở khu du lịch hai gần cái này ha ở khách sạn Sheraton. Yeah, I think so. Okay, you think so? Yeah, I think so. Nó mai bấm nó đi qua luôn. Just go. Yeah. Okay, just go. Quán ăn Việt Nam hồi tối hôm qua ngay khu này rất là dở. Nó đề bảng ngoài có 11 đồng mà vô trong thật ra là 13 đồng. Tôi nhỏ 15 đồng, tôi lớn cũng bằng mọi nơi bằng giá nhau. Trên cái bảng này 11 đồng. Nó chưa có đổi giá. Là chủ cái quán khu này tiền không một triệu á, khu du lịch hai chủ mấy cái building này tiền không á quý vị. George Clooney, Tom Hanks, Nicole Kidman, and Lenny Moore. Lenny Moore, giọng người Anh, in, giọng của Anh. Lenny Moore. Hả? Ban ngày thì nó vậy thôi. Tối tới đèn nó sáng sủa nó đẹp hơn. Ồ, con cháu bự quá. Con này mập ú à.
khá thôi, chưa uống cà phê, giờ buồn ngủ quá. Do cái quán cà phê Tim Hortons. Mỗi lần đi đâu và mệt tôi đeo khẩu trang, kiểm tra giấy chích ngừa. Trời trống dữ vậy. Ồ, cho con ngồi có như đó thôi hả? Yeah, I know. I don't allow much. Góc bên kia biết có không? Có một bàn kìa, có ai ngồi không ta? Để bếp ra xí chỗ đây bếp. Góc bên đó kìa, đi vô xí chỗ đi. Hả? Có ai không? Mẹ bánh mì đưa vậy. I know, they don't want too many. Corona, they don't want too many. Uống gì? Smoothie à? Hả? Uống cái gì? Do I have to get a drink here? No. Where you want to drink? Where what? Bubble tea. À, trở lại quán Việt Nam nữa hả? Yeah. Vậy muốn gì đây? Chicken noodle soup à? No. Ok. Ngần riêng người đằng kia phải không? Để bếp muốn uống gì đâu, muốn tính gì. Ở thích cái bắp bồ hôm qua hả? Cái ly hôm qua hả? Dạ. Yeah. Tiệm này nổi tiếng ở đây á. Một cái tiệm này và mấy triệu đó quý vị, mấy triệu đô đó, tùy theo cái nơi nào, cái location nào, mấy triệu cái này. Có chỗ nào vắng thì mấy trăm ngàn đô thôi, còn cái chỗ mà khu du lịch hay trung tâm gì đắt đỏ là mấy triệu, hai triệu, triệu mấy, hai triệu. Đã xét cái cân sốt thôi hả? Wow, thì đâu ở đâu giờ cũng vậy thôi à. Food mà. Real này ta. Hả? Rồi ăn cái cân sốt đi, tới ăn muốn ăn cái gì ăn? They all the same price, McDonald's cũng vậy thôi. Bây giờ không có chỗ nào rẻ hết á. Không còn dưới 5 đồng nữa. Muốn ráp à? À, muốn ráp đây thì ráp thôi à. Nên đâu có đáng đâu. Breakfast 6, 7 đồng. Ráp breakfast. Yeah, I know. Everything is expensive now. Là sao?
Làm sao, muốn sao? Let's get a soup on the whole. Yeah, soup. Ở trong kia có chỗ ngồi không? Mấy cái ghế kia có chỗ ngồi không? David, đó là có cái ngồi chỗ đó nó đã hơn, có sofa nè. Em muốn uống gì ở đây không hay là ra kia uống? Hả? Anh nói gì? Anything cold hả? Đây nó có smoothie không? Đây có smoothie. Bán mấy cái đồ nít. Hi, can I have a small ice cap and three regular chicken soup? Okay. Do you have any smoothie? No, we don't sell smoothie. Oh, no, right? No, they replaced it with chill, creamy chill. It's like a milkshake. Oh, milkshake? Like that, yeah. Oh. What kind of milkshake? Strawberry, vanilla, or chocolate. Strawberry, vanilla. David! You want chocolate milkshake? Chocolate milkshake or strawberry? Hả? Hay là strawberry? He said yes. Okay. Chocolate milkshake small. That's all, yeah. I have a team car. Sorry. Oh. So it's 1881. So in order to stay, I need proof of double vaccination and government ID for everybody except the youngest. I don't think he's under 12. He's 12. So which one's yours? This one? This one mine. Okay, I can just write down your information. I don't need all of their information. Yeah. And then phone number? 825-440-3682. Okay. So they're gonna call all your stuff by this number. It's 201, okay? Yeah. Okay. You'll pick it up at the lawn counter at the end. Okay. Have a great day. Yeah, thanks. One here.
What is it, one? Cappuccino? No, not mine. I don't think I have smoothie. Smoothie? Is that? Which smoothie? We don't carry smoothies. Oh, no. It's the chills that we have. Oh, chill. This is a chocolate chill. Look chocolate like coffee. Look like coffee. Qua cái ghế cái ngồi đi, đây nắng quá. À, đã xếp. Đỡ hơn chút, ngồi đi. Tiểu xanh nè, nhưng mà bây giờ nó có vậy. Hay là ngồi quay lưng đây nè, để vết cho đây thôi. No, một đứa qua đây ngồi. No, it's fine. Is this mine? Yeah. Đây đi vô coi trong này bán gì vậy. Đeo khẩu trang vô. Móc, nó móc vô trong cái tại mấy mì sợ nó bay á, hôm bữa bay rớt mất một cái. Ồ đây bán áo, bán đồ à. Ồ đây bán à. Dạ, cái gì trong đó. Tiệm bán gift rồi. Dạ. Này giống Việt Nam á, handcraft á nha, làm bằng tay á. Don't touch. Giống Việt Nam. Don't touch. Đây, im. Nghe đâu có cấm đâu. Nó cho đụng nữa bộ. Rồi. Học xoan. Học xoan. Trời ơi, tao ghét mấy xíu xíu rồi, tao ghét không? Trời ơi. Giá này bán nghìn cái đây, 30 đồng. Ai nô có hiệu gì đây? Trời ơi, mà hiệu Croc nè. Waterloo 30 đồng mới đôi nhựa vậy, đóng băng ác ke với ke. À, mọi da đỏ rồi. Stop.
Dám lên cho nó ngồi không? Ôi da, scary. Hả? Dám lên cho nó ngồi không? Not that scary, just spin slowly model. Okay, now we walk to the hotel since you say that. Since you say that. I say walk to, but I didn't say walk inside a room. Yeah, but we are gonna have to walk to the hotel. No, yeah, to here. Eh? No, we're gonna right have there to walk up to the hotel. No. And then go in it. Nó đang hú rồi ra ra. Mấy cái scare hình trực thao nó đang hú. Hình trực thao nó đang hú. Mom, it's the afternoon now. Let's go to movie night. Vậy? It's the afternoon now. Đi về lấy đồ, về lấy ấy muốn đi hả? Yes, mom. Afternoon, no, giờ chưa có afternoon, giờ mới noon thôi à. Man, this kid's bland as hell. Go back, go back, go back. It's so bland. Go back. Hey, that's the hotel. Wow. Go, 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 go.